cập nhật tình hình COVID-19 cả nước và thành phố Cần Thơ. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tại cuộc họp giao ban trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 29 tháng 7, đã nhận định thành phố Cần Thơ số ca F0 tăng, các bệnh viện cần khẩn trương chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân. Số lượng F0 ngày càng tăng, áp lực lên hệ thống điều trị ngày càng lớn. Các bệnh viện nhanh chóng rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, hóa chất, sinh phẩm. Sở Y tế phải báo cáo ngay với lãnh đạo thành phố, nhất là nhu cầu oxy, máy thở, nhân lực điều trị COVID-19. Thành phố đã lo trang bị máy thở cho bệnh nhân nặng ở các bệnh viện tuyến thành phố, đang tiếp tục vận động máy thở cho bệnh nhân nhẹ và vừa ở bệnh viện dã chiến. Theo Sở Y tế, tính từ ngày 8 tháng 7 đến sáng ngày 29 tháng 7 năm 2021, thành phố ghi nhận 1.082 ca nhiễm COVID-19, có 21 ổ dịch COVID-19, tăng 2 ổ dịch so với ngày 27 tháng 7. Lực lượng phòng chống dịch đang cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở các khu phong tỏa và ổ dịch mới. Hiện nay, toàn thành phố có 31 bệnh viện, trong đó 28 trên 31 bệnh viện triển khai test nhanh sàng lọc. Tất cả bệnh tuyến thành phố sàng lọc cho nhân viên và người bệnh, tất cả bệnh viện có khu sàng lọc, phân luồng và cách ly khi phát hiện ca nghi dương tính. Số ca F0 tăng, nhưng ông Trần Việt Trường khẳng định, thành phố kiểm soát được, truy vết được nguồn lây F0 và ghi nhận nỗ lực của lực lượng truy vết xét nghiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng, tuy được đánh giá là địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị 16/CTTTG, nhưng ở 4 quận, huyện, số lượng người dân còn di chuyển nhiều. Các quận, huyện tính toán cách quản lý shipper, đảm bảo an toàn khi giao nhận hàng, xem xét áp dụng thông báo hộ kinh doanh, bán lẻ dừng bán từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Tại các khu phong tỏa, quận, huyện xem xét thành lập các tổ tình nguyện đi mua hàng giúp dân, đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân khai báo y tế. Ông Trần Việt Trường lưu ý, do thực hiện giãn cách, gặp khó khăn khi mất việc làm, người dân ức chế tâm lý nên chính quyền địa phương cần tính toán các giải pháp hỗ trợ. Các sở, ban, ngành phối hợp tổ chức chu đáo, tính toán khu cách ly tập trung riêng cho người từ tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Cần Thơ.